nào. 1, 2, 3, xin mời. Đi từ từ thôi, đừng chạy nhanh quá dập té u đầu. Lên đây chơi. Áo đỏ, tay gái áo đỏ ơi. Mình dạng lên, đừng nhút nhát mà, lên đi. Trời ơi, có gì đâu mà nhút nhát. Con ta chú nè, ta bắt tay cái ta ơi. Hello con gái dễ thương quá nha. Yeah. Rồi, lên đây, ai cũng có quà hết nha. Rồi, xếp hàng vô, nhỏ đứng trước, lớn đứng sau. Đây con. Con đứng đây nè, nhỏ mình đứng đây nè, đó. Rồi, nhỏ mình đứng đây nha. Rồi, nhỏ đứng đây nha. Rồi, nhỏ đứng ngoài, lớn đứng trong. Ba mẹ mới thấy mình ha. Rồi, sau này sập đây. Rồi, xếp hàng vô. Rồi, dễ thương quá đi người à. Ơi, đủ rồi, hết chỗ đứng rồi. Dẫn em lên luôn đi con gái. Em dẫn em lên luôn đi. Rồi, lên luôn đi làm sao nè. Rồi, nó thất vọng mà. Có gì đâu mà buồn bằng. Lên đi em luôn. Rồi, lên đứng giữ em. Rồi, ha. Ơi, con trai lên đây. Đây, đồng vui quá ha. Rồi, đứng đây với bạn nè ha. Rồi, bây giờ con ra đây đứng luôn. Rồi, bây giờ mình cùng cúi đầu chào ba mẹ và các cô chú nha. 1, 2, 3, cúi đầu chào. Yeah, vỗ tay cho các con. Bây giờ, các con có muốn lấy quà nhiều hay ít? Hả? Nhiều hả? Bây giờ các con dưới đây có biết đếm không ta? Rồi mình đếm xem mình có bao nhiêu bạn nhỏ nha. Số đầu tiên là số mấy? Số 1. Số 3. Số 3 năm lên số mấy? Rồi, chưa nói giùm con nghe. Ủa, tới con. Tới con. 6. 7. 8. 9. Giỏi quá. Số 9 năm lên số mấy? 3. 9 năm lên số 3. 9 năm lên số 10. Con nói 10. Con số mấy? Số 10. Giỏi. Số 10 trong tay số mấy? 1. 12. Giỏi luôn. 13. Giỏi lắm. 14. Giỏi. 15. Ôi giỏi như vậy ghê. 16. Số 7. 17 nha. Con nói 17. 17. 19 trong tới bao nhiêu? 20 hay 30? 3. Con nói 20. 20. Rồi, ơi tặng quà cho 20 bé nhỏ này đi. Rồi, chúng ta sẽ cho 20 phần quà cho mấy bạn nhỏ xíu trước nha. Bây giờ, chúng sẽ kiểm tra các bạn bé bự nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 bạn. Wow, quá trời đông luôn. Rồi. Chào ông. Rồi. Rồi, ở đây có 35 bạn. Rồi, bây giờ chú muốn mời thêm một bạn đi cho đủ 36 nè các bạn nào xong dòng không? Mời thêm một bạn nữa đi cho đủ 36 bạn. Bạn nào lớn lớn chút rồi, cô bé áo đỏ lên đây. Rồi, 36 bạn ha. Rồi mình sẽ chia ra làm 3 đội nha. 3 đội, mỗi đội là 12 bạn ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bạn rồi. 12 bạn này một đội. Rồi, xích qua. Rồi. Rồi, mời các bạn qua đây. Xếp hàng vô giùm chú một hàng dọc trước thẳng đi. Nhỏ trước, lớn sau. Nhỏ trước, lớn sau. Nhanh lên, xếp hàng vô. Rồi, vô hàng, 12 bạn. Ừ, nhỏ trước, lớn sau. Rồi, dễ thương lắm. Rồi, con gái đứng đây. Đội thứ hai, rồi con cao hơn con đứng thứ ba, rồi vô hàng, rồi 1, 2, 3, 4, rồi vô hàng con, rồi
Rồi, chưa con bây giờ thi nha. Thi cái đã, con cầm bong bóng đi thi cái đã. Thi đội nào thắng sẽ được quà nhiều hơn ha. Bây giờ trên tay của các con là cái quả bong bóng. Khi chú đếm 1, 2, 3 con thi được bắt đầu, con sẽ kẹp quả bong bóng này vào trong đây. Kẹp vô hai cái chân của mình. Đó, sau đó nhảy ra đằng trước nha. Nhảy, 2, 3, nhảy. Nhảy thử. Nhảy lên. Rồi, đó, nhảy nhanh lên. Kệ đừng có nhìn người ta. Rồi, quay lại, yeah. Nhảy xuống. Rồi, lấy bong bóng ra đưa cho bạn mình. Để bạn mình tiếp tục nhảy, nhớ chưa? Rồi, đứng vô đây. Ôm bong bóng lại đi. Giờ bắt đầu thi nè. Rồi, bắt đầu thi nha. Khi quả bong bóng đến người cuối cùng. À, người cuối cùng là cô bé này. Người cuối cùng là anh trai bự này. Và người cuối cùng là cô bé kia. Sẽ kẹp quả bong bóng này, nhảy lên trên đây. Sau đó lấy quả bong bóng ra, đặt xuống dưới đất, ngồi lên, nhúng cho nó bể cái bùm. À, đội nào bể trước đó là đội giành chiến thắng. Trời ơi, sẵn sàng chưa? Chuẩn bị 1, 2, 3, vô, quay lại đem về cho bạn mình. Tiếp tục, đứng qua một bên. Ôi ơi, nhảy đi con trai. Tiếp tục nhảy về đưa cho bạn mình. Rồi, từ bình tĩnh, đừng manh động. Rồi, tới đi con đó, nhảy đi. Nhảy. Oh yeah. Trời ơi. Nhanh lên, quay lại. Đưa cho bạn. Rồi, ai đưa đàng hoàng. Rồi, nhảy đi con gái, nhảy đi. Đội thắng là đội sẽ được quà nhiều hơn. Bình tĩnh, phải cho mọi người bảo hiểm luôn. Trời ơi, an toàn luôn. Trời ơi, đảm bảo không có rớt luôn. Đó. Giờ đưa cho bạn trai. Nhanh lên bạn trai ơi, bên kia ta còn có 2 người thôi, đội mình còn có 4 người nữa. Nhanh lên, anh chồng mình hãy nha. Rồi, nhanh lên. Giải nhất đã có chủ ơi. Rồi, phát thưởng cho các đội. Rồi, mời các bạn về chỗ. Ai có quà đủ rồi, về chỗ các con. Vâng, xin được cảm ơn. Và bây giờ thì mời quý vị và các em chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục người diễn xiếc hết sức độc đáo và hấp dẫn của người diễn viên nữ nghệ sĩ Tuyết Nhung. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho nghệ sĩ Tuyết Nhung.